máy trắng này, máy đen này kéo. Không phải cái đôi này chơi hết thì nhưng mà là thời gian mấy hôm nay này đang bị ảnh hưởng đến báo xem là nó có bị là nó bị kiểu nó bị thổi cái tôn nó bay ra không ấy. Cắt đôi nơi sầu anh hoang tay, cắt đôi nơi sầu anh cắt đi cả bóng mình mà hình lên lầu bắt lá cả anh hoang cây cắt đôi lá cả trước bồng lai ngoài lai thế gian còn sân si hoang cánh phật và ma cái biển một anh nhìn tù kẻ phía du nửa đời chẳng lo đông tình mang quốc an đông thì ngoan tay núi cao trời. Thế này em bảo băng chưa? Dạ. Thế này em bảo băng chưa? Băng chưa anh? Sao nào? Chị, anh có biết đâu? À, có vẻ như là rất là bằng rồi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho hai ông cháu là tới đâu rồi các bác nhá. Và thêm nữa thì là một công việc nữa mà hôm nay cháu Lực xuống các bác cũng đã theo dõi được ở nhiều cái tin tức cũng như là mạng xã hội người ta đưa tin rằng là hiện tại khu vực miền Bắc đang phải chịu một cái cơn bão khá là lớn. Đến thời điểm hiện tại này, đến hôm qua này, đến hôm nay thì hầu như là ở địa đầu Tổ quốc Hà Giang thì đã có một chút là ảnh hưởng đến rồi. Và mưa thì có vẻ như là mưa rất là dài cô bác ạ. Cái này thì là nó không mưa lớn cô bác, nhưng mà nó mưa phùn như này thì mưa rất là dai. Và hôm nay cháu được xuống thì xem là thời gian vừa rồi làm đấy các bác. Sau khi mà lập cái phần mái xong là xem là chỗ nào nó bị giò không. Thì để cháu Lực còn biết là khắc phục. Chứ để sau này là tránh cái trường hợp mà lâu ngày quá. Như là về sau này, sau khi mà cháu Lực bàn giao ngôi nhà đã xong rồi. Thì không may là thí dụ như có người ta về nói là nhà mà bản em hay là cháu Lực làm cho mà bị dột hết từ chỗ này đến chỗ nọ. Đấy, cô bác ạ, cháu Lực rất là sợ là cái điều này. Và như là sau khi mà cháu Lực đã bàn giao ngôi nhà cho hoàn cảnh rồi, thì những hoàn cảnh nào ở vào trong nhà thì tất cả dĩ nhiên là mình phải biết nhà mình, thì mình phải biết là gìn giữ này, và giữ gìn làm sao mà một cách là nó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và ở phía trước mặt các bác là hôm nay mấy anh em đội thợ là có thể là đang hoàn thiện là ở phần bên trong nhà. Còn cái phần bên ngoài thì có vẻ như là mấy hôm nay đang mưa nhiều quá, thành ra là mấy anh em thợ là không có làm ở bên ngoài được cô bác ạ. Hiện tại thì ở phần bên ngoài thì cháu Lực vẫn chưa làm cái phần là mái hiên cô bác ạ. Nếu như mà sau này cái phần là kinh phí nó mà dư ra thì cháu Lực sẽ làm một cái mái hiên nho nhỏ ở đây cho ông, để cho như kiểu như là nhà của hai anh em Hải Sử đấy cô bác. Và bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào để mà xem là cái tiến độ cũng như là xem là ngôi nhà sau khi mà lập xong thì nó có bị làm rò rỉ ở chút nào không cô bác nhá. Hay ở phần ra bên hông nhà phòng ngủ bên này thì các bác theo dõi được từ trước rồi thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là hiện tại nó đang bị rò rỉ cái nước là ở phần trên phía đồng ruộng ở trên kia xuống các bác ạ. Đấy, không có cách nào để mà cho nó ngừng được. Ở đây thì chắc là mấy đứa đến cái mùa mà hết nước ấy, thì chắc chắn là sẽ đi vào nó sẽ cạn kiệt nước. Và cái chỗ này thì bây giờ thì sẽ để ông sau này là ông đi mót đá về để mà ông kè hết cái phần này lại. Đấy, hôm nay thì mấy anh em thợ là vẫn công việc là cầm cửa anh hôm nay ấy. Đây là thời tiết mưa nhiều như thế thì ở trong nhà thì có bị chỗ nào cảm giác như nó bị thủng không anh? Không à? Không có bị giải. Và đấy à,
nếu mà nó bị giò thì có bác này, những cái phần phần phía bên này này thì cháu được cũng đã lập ra là nó khá là dài rồi, cho nên là nó không có bị là sợ bị rột cả. Phần phía bên ngoài thì vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra cả. Nào mày, mày ở nhà làm gì đấy? Nào, đứng dậy thế nào? Kính chúc các ông các bà. Rồi, kính chúc. Chúc các ông các bà thành công. Rồi, thế là hôm nay là chơi với Giang à? À. Giang là đang kéo cái gì đấy Giang? Kéo dây. Kéo dây á? Ừ. Thế là hôm nay là có Giang với lại là có Mạnh chơi là không Quyết à? Quyết đi về nhà rồi. À. Thế là chơi là cẩn thận nhá. Liệu là hôm nay có hoàn thiện là cái phần là hết phần cầm cửa này không anh? Không hết được anh. Cầm cửa này thì có vẻ là nó chậm hơn đây nhỉ? À. Đây ở phần là bên ngoài thì chắc là có vẻ là mưa mấy ngày thành ra là mấy thợ là không có vào là hoàn thiện phần cái phần mặt kia được nữa cô bác á. Chú Toán có vẻ đang nhắc nói xấu cháu hay sao ấy nhỉ? Cháu xong có vợ rồi, người yêu đâu chú? Người yêu ở thôn này có ai không chú giới thiệu cho cháu được không? Đây. Dạ. Thế chú làm mai làm mối đi, chú với cô làm mai làm mối xem nào. Lỡ đâu lại có duyên lại biết đến chú Toán với lại cô thì cháu được lại có vợ thì sao nhỉ cô bác nhỉ? Đang chú Toán đang đo lại cái phần cửa cho nó. Đó. Cái số liệu là cho nó chuẩn chỉ nhất cô bác để sau này mấy anh em khi mà đổi cơ khí vào lắp cửa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi trong nhà này có bị như kiểu nó bị ngấm nước một số khi nào chú? Không ngấm nữa. Thấy là mưa cũng được hai hôm rồi cho nên là cháu muốn xem là xuống để làm ngấm thì sợ rằng là những chỗ nào nó bị chú cháu mình như kiểu bắn đinh nó bị thủng ấy. Chỗ nào mà nó bị chú bắn đinh thủng thì chú bảo cháu đấy là cháu mua xi về cháu bịt đâu. À để cháu mua cái xe keo silicone kìa. Muốn qua bên kia bắn ra mấy ốc đầu tiên kia nó bị ra ngoài bên kia ai đủ ghế rồi. À thế là ở phần phía bên ngoài đúng không? Xong vào bên trong có thất kẹp không vào. Đây cùng với lại là mấy anh em đội thợ thì có như nào thì cũng phải biết là bảo luôn thì đến mấy nữa khi mà khắc phục thì nó mới dễ dàng hơn một chút các bác ạ. Mấy anh em thợ thì làm thì tất cả mọi cái thì làm thì cũng đều là dọn dẹp là hầu như là hoàn thiện thế nào thì đều dọn dẹp là sạch sẽ đến đâu á. Như ở phần số nhà vệ sinh đó này. Đây còn là mấy cái đồ đạc thì của anh em thợ thì mấy anh em thợ là để bên này cho nó gọn gàng. Không biết là ông với lại là Mạnh thì đang làm cái gì đây. Thử ra bên kia xem một chút này. Bà là đi về dỗ những là ra, dỗ ảo ra. Thời tiết là mưa rồi. Nào, ông đâu rồi? Ông đi lấy cỏ rồi. Hôm nay chú không về nhanh. Ông đi lấy cỏ ra? Ừ. Ông đi tận đâu lấy cỏ rồi? Tận kia. Tận kia rồi á? Này ông thì vừa đi lấy cỏ về này các bác ạ. Vừa đi lấy cỏ về không? Thế bây giờ đang làm gì đâu? Uống nước cho. À hôm qua cháu để chè ở đâu nhỉ? Mạnh đi xuống lấy chè đây mày. Chè đâu rồi? Đi, đúng rồi, chè ở xuống dưới nhà mới ấy. Chú để dưới nhà mới, Mạnh cứ đi xuống hỏi chú phòng ấy. Thì Mạnh đi hỏi ấy. Mơ ở nhà, bà chè, mơ để ăn con gì, chỉ lên núi nào. Ở cửa sổ ấy, ở cửa sổ ấy, đi, đi lấy đi. Nãy lấy về để cho ông pha chè đi. Mấy hôm nay mưa quá không nhỉ? À, thời tiết thì mưa phùn là khá là nhiều đấy các bác này. Và mỗi lần cháu được đi xuống thì xuống nhà ông thì khá là đi nó xá hơn. Đi lấy chè đi. Lấy chè về đi. Đi, lấy chè về xong là về đây sửa ấm cho.
bên bớt cái mai. Vâng. Mà mai thì... Nhưng mà... Vâng. Đấy ông gửi một lời chào tới các ông các bạn không? Chào các em gấp chỉ nhá. Có vẻ như là buổi đêm mưa thì có gió to không ông? Đêm nay hôm qua thì mưa to, gió to. Nhưng mà nó bay trên cao à, nó không thớp nữa mà thớp thì... À. Mà cái cây này lá nhiều nhiều thế này rồi. Đủ hết đấy. Vâng, nhà của ông thì là ở phía bên này là nó thuộc dạng là thấp hơn của bác ạ. Thành ra là nó là không bị ảnh hưởng là nhiều mấy. Nhưng mà nếu mà ở trên cao hay trên tiềm xá tôi đất nước đang ở ấy, phải nói là gió rất là to. Như nhà kia của bác nhìn thấy đây. Mây trắng này, mây đen này kéo. Không phải cái đôi này che hết thì nhưng mà là... Mấy kia nó một lần gió là gió quay lại đấy, nó đi lại quay lại thì nó theo suối này xuống thì không xử đấy. À. Tháng 8 này. Không kêu đấy, mình ngày 9 thì đổ. Có chưa? Đấy, có ra để cho ông một tí ông pha chè đấy. Hầu như là chè là trên vùng cao thì đi nhà nào cũng không thể thiếu được các bác ạ. Chè nó hơi vụn một chút rồi ông ạ. Này cái ấm này không? Chọc biết độ phụ nước chưa sôi đâu một tí. Chưa sôi không? Ta sạc chứng minh Hà Giang. Ông thử uống cái chè này một lần thế nào, xem là lần sau ông đi lấy chè về thì ông làm theo phương thức như này. Không uống được rồi, bị cảm không ai bắt được. À, ông là không uống chè nhờ? Không, không uống. Trước thì ông còn chè thì uống. À. Không phải uống nước chè đâu, nước lá không uống được. Bây giờ không uống nước chè, nước lá, nước sôi. Ông xem là nếu mà mưa như này ông nhá, là vào trong nhà nếu mà chỗ nào bị giò thì ông bảo với cháu nhá. Có bị giò gì thì ông bảo với cháu, hôm nay thì cháu đi xuống thì cũng... Cái nó kia nó rồi méo một tí thì nó thùng. Thứ nhất là xem là mấy anh em thợ là công việc mấy em thợ làm thế nào, và thứ hai thì xuống để xem là cái thời gian mấy hôm nay này đang bị ảnh hưởng đến báo xem là nó có bị là... nó bị kiểu nó bị thổi tôn nó bay ra không ấy. Sợ rằng là mấy anh em thợ là bắn yếu quá, cho nên là nếu mà ông mà cảm thấy là nó bị gió nó mà bị thổi thì nó bị đông lạnh chỗ nào thì ông bảo nhá, để bắn thêm vào cho nó chắc. Nên là đi nó ngắn thì cái sách kia làm cái này kia nó thùng thì nó bắn bên trên nó không đến bên dưới thì nó không chắc mấy, là nhưng mà gió to nó thì lắc lấy. Ông cứ yên tâm đi, bắn một hai đinh thì nó mới bị sao, còn bắn nhiều đinh thì không sao đâu. Vâng. Mà lấy cho lấy đinh dài xuống quá thì sợ nó bắn là nó bị thủng cả phần dưới, nhìn trong ngôi nhà nó rất là xấu. Vâng. Cho nên là cái đấy thì ông không phải lo đâu. Thế đấy là ông vừa là ông lo sợ rằng là bắn đinh các bác thì phải bắn cho nó thẳng, cho nó thủng là hai thủng cái sắt xuyên xuống dưới thì ông nghĩ là chắc đấy. Mà cái này là nó thớp thì gió không. Vâng. Mấy. Thế nhà của nhà ông này thì là cũng yên tâm, nó không có báo là nhiều ở chỗ này, nó có báo nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến chỗ này là nhiều. Cái năm kia đấy, cái nhà này thì được cái cây này đổ đi hết rồi, cái trên này cũng đổ mà nó đi thành luồng thôi, gió nó không phải là đâu cũng như thế bằng nhau, nó đi luồng. Ở thế đất của nhà ông này hầu như là nó đã bị là bao phủ là hết rồi cô bác ạ. Trên này thì cũng có quả đồi bao phủ này, đằng sau nhà này cũng bị bao phủ, trước mặt này cũng thế. Trước cái phần cửa thì mỗi tội là ra theo cái khe suối bên kia là nó thoáng rồi. Sắp sôi đấy ông nhỉ? Nhiều quá. Cho ông
cho ông đun nước thì cháu được sẽ tiếp tục là đi xuống dưới để mà xem là mấy anh em thợ là làm và tới công việc gì của bác nhá. Cắt đôi nỗi sầu, anh ngoan tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt đi cả bóng mình mà hình lên lầu. Cắt lá cà, anh ngoan cây cắt đôi lá cà, anh cắt đi cả bóng mình. Chưa bằng ai chơi. Tiếp, cái hát tiếp rồi nào? Thuộc cái hát bài gì? Chưa bằng ai nữa đây. Hát bài gì mày? Mày nghe hát bài gì? Chưa bằng ai nữa đây. Được, cái hát đi. Chưa bằng ai nữa đây. Thế gian còn sân si, hoang cánh phật và ma cái biển một anh nhìn tù. Kẻ phía du nửa đời chẳng lo, đông tình mang phước an, đông thì ngoan tay núi cao. Ta hiểu thấu nhân sinh này hơn hoa hơn hồ, tiêm người đa loan, danh lời kiếp tư ý biết ta. Vũ quay hòa đêm vô ca, trời công phu trời cung chẳng mang. Bước qua ai đã sân si, bỏ đi hết chân bước mi, lòng nhẹ nhõm như bông mía rơm rơm dịu. Rồi hết chưa? Hết rồi. Hết rồi á? Hát hay thế nhỉ? Mạnh đừng có giơ chân nào. Đấy, vừa rồi là Mạnh với lại Giang là dành tặng một cái đoạn bài hát cho tất cả các cô bác anh chị là cùng biết. Đấy, cùng nghe và cùng thưởng thức một chút. Ông đem xuống, ông đem xuống cho thợ đi. Vâng, tôi xin ông nhá. Cắt đôi nước sầu, tay cắt đôi nước sầu. Nước chè thì thực sự anh ra nó có bác này. Cái bông thì mình cái màu chè nó là một cái màu vàng chanh rất là đẹp các bác. Wow, nước chè nó đặc sản. Ông vừa ra cho mình ăn chè cảm thấy là uống một cái là nhớ cả đời luôn các bác ạ. Thơm này, uống xong có một chút vị là ngọt ngọt này trên hùng cao lưới đấy. Ai thằng nhìn là hát này nào cho chú Mận Bích nhào. Rồi chú xin nhá. Rồi Giang với Mạnh là có học cùng trường không nhỉ? Có. Học cùng trường à? Thế Giang biết Mạnh học lớp mấy không? Lớp 1A2. 1A2. Thế Mạnh biết chị Giang học lớp 1A mấy không? Lớp 2A mấy không? Không biết. Ôi ôi, Giang với Mạnh là không biết rồi. Học lớp 2A2. Lớp 2A2 à Giang ấy? Thế năm nay có được giấy khen không? Có nhưng mà không lấy. Có nhưng mà không lấy á? Chưa lấy. À, được nhưng mà chưa được phát đúng không? Phát rồi nhưng mà chưa... Em chưa lấy. À, là Giang chưa lấy à? Vâng. Thế có được thưởng không? Có. Được bao nhiêu tiền? 50. À, được 50.000. Đấy, một năm học là cố gắng là đạt thành tích là học sinh tiên tiến là được 50.000 các bác ạ. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là phải dùng đèn pin thôi anh Phòng nhỉ? Gắn một cái anh em mình nói chuyện cho nó không khí nó vui vẻ tí. Ok thôi. Cô chú Toán xong rồi à? Chưa. Đấy, khi mà để thì anh Phòng còn phải để cái thước để cho nó bằng phẳng nữa không ạ? Trời, cái này em bảo bằng chưa? Dạ. Cái này em bảo bằng chưa? Bằng chưa anh? Sao nào? Chị, anh có biết đâu? À, có vẻ như là rất là bằng rồi. Ôi cái đèn này cũng sáng được tầm mấy tiếng anh nhỉ, đèn này? Được mấy tiếng đấy. Ở đây mà không có cái bóng đèn làm không nổi luôn. Ừ. Tối cũng nhìn thấy gì luôn. Vâng. Đấy, có thể là sau khi mà hoàn thiện đấy thì nhà ông cháu có thể là gắn thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời vào nữa thì không phải sử dụng là điện là nhiều hơn. Này chắc bây giờ chuẩn bị ốp lắp thì có 1-2 bóng điện. Vâng. Nó sáng sủa làm dễ. Ê, nhưng mà hoàn thiện hết thì mới đi dây điện hay là như nào anh?
Bây giờ thì xem nào, nếu mà mưa thì cái điện trên kia chưa cắt được xuống. À. Chỉ còn thiếu vật liệu. Vâng. Chưa thể nào cắt xuống rồi. Vâng. Này làm hở 5 ly nhá, sau này lắp dưới nó hở nó sẽ ngả siêu tôn vào. Vâng. Không thể làm zin được, zin sợ sau này nó kín quá. Anh cứ làm đủ cái số liệu mà hôm nọ em đưa cho anh ấy, xong là nó sau này nó mới bị hở một chút nào, xong rồi mấy anh em thợ khác cơ khí ấy, người ta cơ khí người ta dễ khác mới dùng silicone. Đúng không? Anh cũng cho hở 5 ly. Vâng. Sau này lắp cho dễ. Sau này nó nếu mà nó hở thì bắn silicone vào là được. Giờ mình làm zin thì sợ sau này lắp thít quá, lắp cửa. Xong rồi đập cửa vào nó lại méo cái nhôm ấy. Có vẻ như là càng đến tối là mưa lại càng nhiều sao ấy. Ui khùng. Tối nay chắc phải ngủ đây ấy nhỉ. Tối nay không khéo lại chắc lại ngủ với lại là hai ông cháu ở đây thôi. Bây giờ thì ngủ thoải mái rồi anh nhỉ, ở đây á. Thoải mái, bây giờ gió to chả sợ. Cho xin một tí xí cắt khô cái nhỉ. Giang đừng có động vào cái này nhá, còn chưa cứng đâu ấy. Ui, có vẻ như là thời tiết đang giao mùa thì ra là người nó mệt quá anh nhỉ, nên là sắp ốm rồi. Đều sắp ốm. Lạnh. Lạnh người ốm, thời tiết này. Đấy, công việc hiện tại của nhà hai ông cháu được bác thì mấy anh em thợ vẫn đang hoàn thiện là phần bên trong. Nếu mà hôm ngày mai mà trời nắng thì có thể là đi ra bên ngoài là hoàn thiện cái phần chát ở bên ngoài ra anh nhỉ. À, chát xong rồi đấy nhỉ. Đúng rồi, mặt tiền bây giờ thì còn mỗi một buổi nữa là xong, là chát được hết đâu. Hôm nay định chát ở ngoài cho xong mà trời mưa không làm được, bây giờ làm cửa. Bây giờ làm cửa này xong là ốp lát được thoải mái. Vâng. Bây giờ thì nếu mà để đi vào hoàn thiện đúng không bác, sẽ là hoàn thiện là cái phần cửa là sẽ gọi là lắp ra sau cùng nhất. Lắp cửa xong thì có thể là dọn dẹp thêm một chút là tân gia được rồi. 10 ngày nữa. Ừ. 10 ngày nữa thôi. Xong. À, hiện tại thì phần cái kinh phí của nhà hai ông cháu thì còn đang bị âm khá là nhiều các bác, cho nên là Tấn Lực vẫn chưa có thể dám là mua những cái đồ dùng là nhiều cả. Ở đây thì hiện tại là có một bộ dưỡng thì đã được bà là Vương Kim Thanh là bà là khá ủng hộ rồi. Rồi, bây giờ là gần xong rồi anh ạ. À? Ra phía bên ngoài thì phải nói là khá là âm u rồi các bác ạ. Bây giờ thì đang dùng cái máy quay ghi hình ấy. Máy quay thì nó sẽ có một chút là cái chế độ sáng vào ấy, cho nên là nó hơi sáng sáng một chút thôi. Hả? Đấy, cái phần là mái hiên này thì khi mà mưa xuống các bác nhá là nó không có bị là rớt là hẳn là phần là móng nhà cả. Sau này thì ở những cái chỗ này thì sẽ phải là làm thêm cầu thang này, xong là láng cái nền xi là đi xuống nữa hết. Đấy, nếu như mà cháu Lực nói đấy được các cô bác là yêu quý là có hỗ trợ là hai ông cháu thêm là cái phần mái hiên này thì sẽ là phần mái hiên là đua ra đến tận kia nữa. Đấy, đến chiều tối thì có vẻ như là gió rất là to các bác ạ, thổi những cái bụi tre trong thổi những cái bụi tre mà trong mà như hiểu là có ai đang rung lắc này. Thời tiết thì cứ mưa tầm tá như này, mưa cả ngày các bác, không một chút có chút nào tạnh cả. Ăn cái gì mà ăn?
Ông thì hôm nay mưa nhiều quá cũng khó đi làm gì ông nhỉ? Ông thì có vẻ như là đội cái áo mưa này là cả ngày đấy nhỉ? À, cháu Lực sẽ cho ông xem là cháu sẽ cho ông là xem là vài cái mẫu hình nếu mà để làm cái nhà bếp như này thì ông xem là có thích hợp không nhá. Đây này. Đấy, cho ông là xem là vài cái mẫu hình được hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho cháu này. Đấy. Sẽ là đây này. Xong này. Xong này cháu thế bảo là đây cho ông là ngồi cái góc này này ăn cơm này ông ạ. Đấy, với lại Mạnh là ngồi góc này ăn cơm là y xì là những cái bàn này. Đấy, ở đây thì hai chị Nguyệt Thúy cũng có bảo là làm thêm một cái bàn là cho ông với lại Mạnh là ngồi đây ăn cơm này. Đấy, nhưng mà ông theo ông thì ngồi đây thì ăn cơm là nhìn ngôi nhà nó sẽ hẹp hơn đâu nhỉ? Đấy cho nên là cháu Lực sẽ di chuyển là cái bàn là ra tận bên này cô bác này để cho hai ông cháu là sau này có thể là ngồi ở phía cửa sổ để ăn cơm và nhìn ra ngoài. Đấy, cho ông là xem là vài cái mẫu bếp thì ông có thích loại như này không? Lò vi sóng này đầy đủ. Ông thấy đẹp không? Đẹp rồi. Đẹp nhưng mà ở đây là nếu mà làm ra chỗ phần là điện thoại cháu để này ông này. Đấy. Nhưng mà hôm nọ thì ông cũng nói là nó bị hơi bị hẹp một chút đấy. Đấy, vừa rồi thì cho ông là xem là vài cái mẫu nhà mà cháu Lực là vài cái mẫu mà hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu để mà đưa cho ông để xem. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà đổ một cái bàn ra phía của Mạnh đang đứng này cô bác này thì là nhìn nó ngôi nhà nó sẽ bị hẹp hơn. Cho nên là sau này để cho hai ông cháu là ăn cơm đổ một cái bàn thái lên cô bác này ra đến tận phía bên này này. Xong là cho hai ông cháu là ngồi đi ăn cơm. Có vẻ như là thời tiết là ngày một mưa khá là nhiều, không biết là một tí nữa về việc gì đây. Thế là một tí nữa không về hết thì ngủ đây với ông được không? Được. Đêm nay ấy. Các chú thợ nữa. Ok. Ok không? Nhưng mà Giang mai có đi học không? Không. Mai là không được đi học à? Ôi, có vẻ như là có một cái răng. Có một cái răng là bị lung lay, bị hỏng đi rồi nhỉ? Thế Mạnh là mai đi đâu? Đi chợ á? Thế đi cùng ai? Có tiền không? Có. Có tiền không mà nói đi chợ? Đi mai đi mua sách vở. Thế chưa được phát à? Hà Giang? Chưa. Đấy, Mạnh thì phải nói là một cậu bé mà năm nay mới 6 tuổi các bác. Đấy, nhưng mà trong đó thì thiếu cái tình yêu thương của người bố với lại là người mẹ. Còn là tất cả mọi cái thì đều là ông là gánh vác hết. Ông thì có vẻ ông thì phải nói là vừa làm ông vừa làm bà này, xong lại vừa làm bố vừa làm mẹ nữa, gánh vác đủ thứ, thành ra là lúc nào mà nhìn ông cũng có vẻ như là già trước tuổi các bác ạ. Ông thì năm nay là được 50 mấy rồi? 58 rồi. 58 à? Thế là đang được 60 rồi nhỉ? Nhìn ông nếu mà để so với lại là một số bác ở dưới xuôi thì chắc là đâu đó là ông phải kém nhau chục tuổi. Tại vì là cái cuộc sống của ông thì như cô bác nhìn thấy đây, đưa quá đường mà đưa Mạnh đi học thôi nó là vài tiếng đồng hồ rồi. Thành ra là khi mà về nhà là ông còn phải làm thêm là rất là nhiều công việc nữa. Là đi học về hơn tiếng mới đi đến trường. Xuống thang một cái là còn lên dốc. Nó bảo là nếu mà Mạnh thích mua xe đạp ấy thì là mua xong là từ trường Mạnh là đạp qua chỗ nhà cháu để tắm, xong là từ chỗ cháu để đi vào, còn là từ chỗ nhà của ông, từ nhà ông ra đến đây thì không để đạp được xe đạp rồi. Có xe máy thì cũng vào khó đấy nhỉ. Cháu mẹ mới đi được xe máy thì cái xe máy cho với mẹ. À,
Và những cái vạch này thì là máy nứa là sẽ để dây điện các bác nhá. Cứ để tránh là cháu được không nói thì các bác lại nghĩ rằng là tại sao lại chắt nó đẹp thế mà tự dưng lại hở những cái viền như này này. Không biết là định làm gì đây. Còn là về cái phao chỉ thì là chỉ có kẻ bên ngoài thôi. Cái phao chỉ cũng như là gọi là cái cắt chỉ chú nhỉ. Cái này thì nó là một cái như kiểu là cái điểm nhấn cho ngôi nhà các bác. Sau này thì nếu mà như có thêm kinh phí sơn ấy, thì là cái này là sẽ mình sẽ thay đổi một khác, nhìn cho nó sẽ đẹp hơn. Này các cô là không làm được đâu chú nhỉ? Không làm được. Các cô là chỉ có công việc là trộn vứa xong là trộn đủ thì ngồi ngắm ngồi các nhìn các anh chồng yêu làm thôi nhỉ? Ngắm thôi. Có hôm nào mà bắt các cô mà trộn vứa nhiều quá về nhà các cô có cáu không? Có chứ. Có à? Thế là hôm sau lại cho trộn ít hơn à? Về nhà mỗi người ngủ một giường ấy chú nhỉ? Chung chứ. Trộn nhiều quá rồi các cô lại cho không cho ngủ cùng ấy thì. Phải sau bao ngày vất vả thì đến thời điểm hiện tại thì các bác nhìn thấy nhận được rằng là về cái để mà tốc độ máy game mà thợ làm ấy thì cũng gọi là tương đối là khá là nhanh rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên đó thì vẫn có ngày là ngày nắng ngày mưa nữa, thành ra là nó lại chậm ở những cái ngày đấy. Mọi anh em đội thợ là hiện tại đã gần là 6 giờ rồi các bác này, gần là 6 giờ rồi là vẫn chưa có nghỉ cả. Tại vì làm ở trong nhà cho nên là những chỗ nào mà dùng cái bóng điện làm được thì mấy anh em thợ vẫn tiếp tục để mà làm. Tức là cầm hết cái chỗ cửa này xong là cũng nghỉ thôi chú nhỉ? Mạnh thì có vẻ như chú xem nào, dép này thì có ổn không, thế nào? Có được không? À, dép này thì có vẻ như là hơi hơi thò chân ra sau nào. Thò chân ra sau. Có vẻ như là hơi chật, à không chật các bác nhé. Dép này ai mua cho? Hả? Chú nào mua? Thế còn áo này sao? Áo này sao lại chú mua sạch sẽ và sao lại bẩn hết rồi? Hả? Cả quần nữa, tao xem ạ. Xem nào. Trẻ con thì không thể tránh khỏi được là nghịch như thế này cả cô bác ạ. Đang cái tuổi mà tuổi nghịch như này. Đấy, công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay là vẫn tiếp tục là hoàn thiện ở phía bên trong nhà. Đấy, nhìn là sau khi mà mưa mấy hôm rồi cũng không thấy là nó bị rò rỉ chỗ nào cả, cho nên là rất là yên tâm. Và tôi cũng đã dặn dò là thêm ông rồi thì có thể là ở cái video này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là cùng ông là chia sẻ là tới đây thôi, và xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã luôn luôn yêu quý tới hai ông cháu, dành tặng cho hai ông cháu là những cái tình yêu này cũng như là sự yêu quý, và đặc biệt thêm nữa thì là được Mạnh Thường Quân đồng hành cùng để mà giúp đỡ cho ông có một cái ngôi nhà hiện tại như thế này. Không phải là riêng ông mà là cả hai ông cháu cả. Mấy ông thì Mạnh với ông thì phải nói là như hình với bóng của bác ạ, không thể mà xa rời được. Nhưng mà trong thời gian tới thì Mạnh sẽ lại phải là đi ra môi trường mới, cho nên là một mình ông là sẽ ở nhà nhiều hơn. Còn là cuối tuần thì Mạnh là mới về với ông thôi. Đấy. Mạnh đi học như này thì một mình ông ở nhà thì ông có buồn không? Buồn chứ. Buồn. Thời gian đầu thì chắc là buồn đấy ông nhỉ. Nhưng mà bây giờ phải
cho Mạnh đi vào những cái môi trường nó lớn hơn thì sau này Mạnh mới có thể là Mạnh mới phát triển được. Đấy, có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các cô bác anh chị ông nhé. Các chị, các bác, các chị nhá. Rồi, nào Mạnh nào. Mình chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, nào Giang nào. Mình chào các ông các bà. Rồi, từ từ nói lại thế nào. Mình chào các ông các bà. Rồi. Đấy, cháu được cùng xin được kính chúc quý ông bà cô chú anh chị là theo dõi cái video và vui vẻ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.